Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 310. Chương 3091, tựa như cố nhân trở về, 3. Đạo Tịch Chân Quân khẽ giật mình, vội vàng hỏi, Hứa đạo huynh, ngươi định rời đi. Hứa Ứng nói, ta phải rời khỏi Hỗn Độn Hải, đi tìm kiếm tam giới trong hư không. Có lẽ tam giới vẫn đang trong hư không, vẫn chưa bị đạo hoàng hủy diệt. Có thể, tam giới lạc đường trong hư không, không tìm được đường trở về. Ánh mắt của y như có ánh sáng. Đạo Tịch Chân Quân thoáng chần chừ, với bản lĩnh của đạo hoàng, cho dù tam giới có trốn vào hư không cũng không thoát khỏi con mắt của hắn. Dù sao, đạo hoàng có thể tùy ý xé rách Hỗn Độn Hải, tiến vào hư không. Để bức bách Hứa Ứng, đạo hoàng sẽ phá hủy tam giới, kích thích tất cả tiềm năng của y. Bởi vậy tam giới không thể lang thang trong hư không. Có điều, nếu khi đó đám người Nguyên Vị Ương, Huyền Hoàng, Thông Thiên Đạo Chủ nhận thấy tam giới có nguy hiểm, sớm đã điều khiển tam giới sớm rời xa Hỗn Độn Hải thì sao? Cũng không phải là không thể. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân trong mắt Hứa đạo huynh vẫn còn ánh sáng. Đạo Tịch thầm nghĩ. Hứa đạo huynh, cảnh giới hiện tại của ngươi đã cao đến mức ta khó có thể lý giải. Ngươi có thể phát động đại thần thông, tái hiện lại những hỗn nguyên vũ trụ và những sinh linh trong vũ trụ kia hay không? Đạo Tịch Chân Quân lại hỏi. Hứa Ứng nói, ta có thể tái tạo mỗi một người trong bọn họ. Mỗi người đều là bản thân trước đây lại không phải bản thân trước đây. Đã như vậy, cần gì phải quấy rầy Hỗn Độn Hải kia chứ? Đạo Tịch Chân Quân cái hiểu cái không, hắn không đạt tới cảnh giới này. Trong lòng hắn đắn đo dữ dội, âm thầm suy nghĩ, nếu ta ở lại, tương lai có thể như Đạo Hoàng Thánh Tổ, trở thành tồn tại vô thượng trong Hỗn Độn Hải. Thế nhưng nếu ta theo Hứa đạo huynh rời đi, có lẽ sẽ nhảy khỏi gông cùm xiềng xích của Hỗn Độn Hải, sẽ có thành tựu lớn lao hơn. Chỉ có điều, Hứa đạo huynh có mang theo ta không? Hắn đang chần chừ. Hứa Ứng đã cắt đứt Hỗn Độn Hải, hiện ra đại hư không, cất bước đi tới bên ngoài Hỗn Độn Hải. Đạo Tịch Chân Quân lấy hết dũng khí, mở miệng nói, Hứa đạo huynh, ta nguyện làm đạo đồng, hầu hạ bên cạnh, cùng đạo huynh tìm kiếm tam giới. Hứa Ứng dừng bước lại. Đạo Tịch Chân Quân trong lòng mừng rỡ, vội vàng đuổi theo, cười nói, đạo huynh chịu thu lưu ta, chẳng lẽ tư chất của ta phi phàm, có khả năng thấy đại đạo chân thật. Hứa Ứng lắc đầu. Đạo Tịch Chân Quân cực kỳ khó hiểu nói, đó là vì sao? Hứa Ứng nhìn về phía đại hư không mênh mông vô bờ, Hỗn Độn Hải đã không thấy bóng dáng. Nơi này thật sự quá trống trải, bởi vì cô quạnh. Hứa Ứng đi về phía trước. Đạo Tịch Chân Quân ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo hắn, lắc đầu, thầm nghĩ, tồn tại thành tựu chân thật, cũng thấy tịch mịch hay sao? Nói như vậy, hắn bảo ta đi theo hắn, là để giải sầu. Hồng Mông Đạo Hải, vô thượng đạo cảnh. Hồng Mông công tử cười nói với Hồng La phu nhân, có một vị đạo hữu tới chơi, theo ta đến đón. Hồng La phu nhân kinh, ngạc nói, đáng để chàng ra mặt tiếp đón, đúng là không có mấy ai. Chẳng lẽ là Hỗn Độn công tử? Cũng không phải, là một vị cố nhân của chúng ta. Không lâu sau, Hồng Mông công tử và Hồng La phu nhân nghênh đón khách nhân, trở lại vô thượng đạo cảnh, hai vợ chồng nhìn nhau. Chỉ thấy vị khách nhân kia đứng bên rìa đạo cảnh, nhìn về vô số vũ trụ trong Hồng Mông Đạo Hải, còn có một đạo nhân đang đứng hầu bên cạnh. Một lát sau, khách nhân xoay người chào hai vợ chồng, mọi người ngồi xuống. Hứa đạo hữu, tuy Hỗn Độn Hải có nhân quả với ta, nhưng xưa nay ta luôn sợ phiền phức, cho nên ta mượn tay ngươi cắt đứt nhân quả với Hỗn Độn Hải. Hồng Mông công tử cười nói, ở đó một vùng hỗn độn, ta không muốn dính vào, miễn ảnh hưởng tới Hồng Mông Đạo Hải, chỉ có điều liên lụy tới đạo hữu. Khách nhân kia là một thanh niên, quần áo mộc mạc, không thấy dáng vẻ cao nhân đắc đạo, ngược lại lộ vẻ phong trần mệt mỏi. Tóc mai nhiễm phong sương nói, chính là nhờ đạo hữu an bài, ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Lần này ta tới, một là ôn chuyện luận đạo, hai là tìm kiếm tung tích tam giới. Hồng Mông và Hồng La phu nhân liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói, chưa từng thấy vũ trụ nào phiêu lưu tới Hồng Mông Đạo Hải. Hồng La phu nhân nói, xin hỏi Hứa đạo hữu, cảnh giới của ngươi bây giờ ra sao? Vị khách kia nói, bây giờ ta đã mất cảnh giới. Ta là nguyên thủy của đạo, trước chưa từng thấy cổ nhân, chỉ có người đến.
Hồng Mông công tử biến sắc nói, đạo hữu tìm được ngọn nguồn của đại đạo, thật đáng mừng. Thành tựu như thế, cũng khiến ta hâm mộ không thôi. Vị khách kia nói, trí của đạo hữu không ở đây. Có vợ con bầu bạn, che chở lê dân, thủ hộ một vùng tịnh thổ, khiến ta cũng hâm mộ không thôi. Chương 3092, tựa như cố nhân trở về, 4. Hồng Mông công tử thỉnh giáo hắn cách thấy đại đạo nguyên thủy, khách nhân giảng giải quá trình bản thân bước vào nguyên thủy. Hồng Mông công tử nhíu mày nói, ta tìm kiếm phía cuối, đạo hữu lại thăm dò về phía ngọn nguồn, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ta không cách nào tu được thành tựu tương tự đạo hữu. Không bao lâu sau, khách nhân xin từ giã, Hồng Mông công tử đưa tiễn, dò hỏi, lần này hứa đạo hữu rời đi, định đi đâu? Hay vẫn muốn đi tìm tam giới? Khách nhân gật đầu. Hồng La phu nhân nói năng sảng khoái, nếu tam giới không còn tồn tại thì sao? Khách nhân chần chừ không đáp. Hồng Mông công tử cười nói, đạo hữu, ngươi có thần thông vô lượng, nhưng không thể không chuyện gì không làm được. Lần này đến đại hư không, không ngại đi gặp hỗn độn một lần, nói không chừng hắn đã gặp tam giới. Vị khách cảm ơn nói, là hỗn độn chủ đời thứ nhất, ta cũng muốn tới thăm hỏi hắn. Vị Hồng Mông công tử nói, nơi hắn ở khác với những người khác, chính là một vùng hỗn độn hải khác. Năm xưa, vũ trụ mà hắn đã sinh sống đã trải qua hư không kiếp, hóa thành hư không trung cực, tất cả sinh linh đều bị xé rách, vì muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Vì vậy hắn muốn tìm hiểu ngọn nguồn, tiến vào hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải hắn đạt được thành tựu vô thượng, trở về hư không trung cực, dùng hỗn độn đạo hải của bản thân áp chế trạng thái hư không trung cực của vũ trụ, dùng nó để giải quyết kiếp vận. Khách nhân cảm ơn nói, tồn tại bực này, nhất định phải đi gặp mặt một lần. Dứt lời, từ biệt rời đi. Hồng Mông công tử đưa mắt nhìn một chủ một phó đi xa, rời khỏi Hồng Mông đạo hải, trong lòng không khỏi cảm khái muôn vàn. Hồng La phu nhân đi tới, Hồng Mông công tử ôm lấy eo thon, ngửi mùi thơm trên sợi tóc cô nói. Có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể đạt tới thành tựu của hứa đạo hữu, nhưng hắn lại không hạnh phúc bằng ta. Hồng La phu nhân tựa vào bả vai hắn, lẩm bẩm nói, tam giới còn tồn tại thật không? Hồng Mông công tử thoáng chần chừ, lắc đầu, không biết. Lại trôi qua không biết bao lâu, hỗn độn đạo hải cũng nghênh đón khách nhân của mình. Hỗn độn công tử trò chuyện với vị khách quý này một lúc lâu, khiến cho trên dưới Duyên Khang đều kinh hãi không thôi. Long Kỳ Lân, cha ta đang gặp ai vậy? Một cô bé chạy đến ngoài Di La Cung, tò mò nhìn vào bên trong, chỉ có điều nhìn không rõ lắm, đành phải hỏi quái vật như rồng mà không phải rồng, giống Kỳ Lân mà không phải Kỳ Lân. Quái vật kia nói, ta cũng không biết, có thể luận đạo với lão gia lâu như vậy mà không bị đánh chết, có thể thấy được người tới vô cùng cao siêu. Cô bé định xâm nhập Di La Cung, lúc này lại thấy phụ thân của mình đưa vị khách kia ra Di La Cung nói, đạo hữu đạo pháp vô lượng, ta chỉ gặp qua trên một người khác. Người này gọi là Nguyên Thủy, ở tận cùng đại đạo, có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu tìm kiếm tam giới, không bằng đi ra gặp hắn. Nói không chừng hắn đã từng thấy qua tam giới. Hắn chỉ phương hướng cho khách nhân cảm ơn rồi từ biệt rời đi. Hỗn độn công tử đưa mắt nhìn cặp chủ tớ này rời đi, có phần cảm khái. Nữ hài dò hỏi, cha, hắn là ai? Lợi hại lắm sao? Hỗn độn công tử nói, có lẽ ta là người lợi hại nhất ta từng gặp, nhưng ta không hâm mộ hắn. Nữ hài kinh ngạc nói, vì sao không hâm mộ hắn? Hỗn độn công tử nói, ta có cố hương, có gia thất, có thân nhân bằng hữu, có cố nhân, có đạo hữu. Mà hắn chỉ còn lại có một mình lẻ loi, hắn tuy là đạo, lại phiêu bạt trong hư không, tìm kiếm vạn ngàn năm. Ta thấy hắn, thấy trong lòng hắn còn có một chút hy vọng, không muốn hy vọng này phai mờ. Linh quân, đại đạo chân thật và đại đạo nguyên thủy đều không quan trọng. Người sống trên đời, mục tiêu theo đuổi vĩnh viễn không phải đại đạo chân thật, đại đạo nguyên thủy. Lại qua nhiều năm, lúc vị khách phong trần mệt mỏi kia tới tìm Nguyên Thủy, tiếp cận nơi vũ trụ hư không của Nguyên Thủy, thì thấy phía trước đột nhiên hiện ra một vùng đạo hải rộng lớn ầm ầm sóng dậy. Y đi tới trên biển có cố nhân, là hỗn độn chủ Thái Hoàng. Thái Hoàng trên nghênh tiếp, y trên luân hồi đạo hải, cười nói, chưa từng nghĩ tới lại có thể gặp được cố nhân của hỗn độn hải trong đại hư không. Vị khách kia hỏi hắn vì sao lại ở đây, Thái Hoàng cười sang sảng nói, ta và Ngọc Hư Thiên Tôn tới khiêu chiến kẻ thù. Kẻ thù tự xưng là Nguyên Thủy, kết quả chúng ta thua, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng cũng có thành tựu.
ta tu thành luân hồi đạo hải, bèn ở lại đây tìm hiểu, bất chi bất giác hình thành vũ trụ của mình bên trong đạo hải. Bởi vậy không cần phải trở về hỗn độn hải. Hiện giờ hỗn độn hải ra sao? Vị khách thuật lại cho hắn mọi chuyện xảy ra ở hỗn độn hải. Thái Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy tiếc nuối rất lâu. Ngọc Hư đạo hữu ở đâu? Sau khi tu thành đạo hải, hắn đã cướp đi nhi tử của hắn, không biết tung tích. Khách nhân lại hỏi dò Thái Hoàng có từng nhìn thấy tam giới hay không. Thái Hoàng lắc đầu, chưa từng gặp qua. Hứa đạo hữu, ngươi đã tới cảnh giới không thể tin nổi rồi, đừng nên có quá nhiều chấp niệm. Khách nhân nói, Thái Hoàng có buông bỏ chấp niệm hay không? Thái Hoàng ngạc nhiên, lắc đầu. Khách nhân từ biệt Thái Hoàng, đi gặp Nguyên Thủy. Hai người ngồi dưới đạo thụ của Nguyên Thủy, có hồ nữ dõi mắt nhìn về bên này, trắng trẻo như tuyết. Hai người lặng lẽ ngồi đó, Nguyên Thủy đang định mở miệng, lại thấy khách nhân mắt nhìn hồ nữ, hai người đều không nói một lời. Không biết qua bao lâu, khách nhân đứng dậy, từ biệt Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nhẹ nhàng gật đầu, không hề đưa tiễn. Ta muốn khuyên hắn buông bỏ chấp niệm, nhưng hắn lại nhìn thẳng vào chấp niệm của ta, bởi vậy chỉ có thể không nói một lời. Nguyên Thủy nói với hồ nữ kia. Khách nhân của đại hư không mang theo đạo tịch đi lại trong hư không, tìm được rất nhiều địa phương kỳ diệu, cũng gặp được rất nhiều người kỳ lạ. Y phong trần mệt mỏi, mỗi khi đến một chỗ là chỉ lưu lại một ít thời gian, sau đó lại vội vã rời đi. Hắn là một vị khách qua đường, không thuộc về nơi này. Có người nói, khách nhân còn đang tìm kiếm, năm tháng qua đi không chút mệt mỏi. Nhưng hư không thật sự quá khổng lồ, tam giới mà y muốn tìm rốt cuộc nằm ở nơi nào? Tam giới khiến y hồn mơ mộng cảnh, thật sự còn tồn tại hay sao? Còn, thân hình khách nhân chợt run rẩy, trong hư không vang lên tiếng chuông du dương, vô cùng quen thuộc. Tựa như cố nhân trở về. Hết trọn bộ. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3093, cảm nghĩ tác giả 1. Trạch Nhật Phi Thăng đã hoàn thành. Ta nhận ra Trạch Nhật Phi Thăng có một giả thuyết, trong một môi trường tu tiên khép kín, không có lối thoát hay lối thoát hạn hẹp. Tuổi thọ và năng lực của người tu hành có giới hạn, vì tài nguyên hữu hạn, vì lối thoát phi thăng hữu hạn, giữa họ sẽ xảy ra những gì? Đây chắc chắn là một thế giới cực kỳ tối tăm. Trong thế giới tăm tối ấy, kẻ thù sẽ coi những người khác như mùa màng, gặt hái họ, coi những người khác như cá, câu họ lên. Những người tu hành sẽ bị coi là hoa màu, khi chín sẽ bị gặt, được coi là cá, lớn lên sẽ bị câu lên ăn thịt. Tuy nhiên, trong thế giới cực kỳ tối tăm ấy, chắc chắn sẽ có kẻ nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn thu hoạch và câu cá. Để chống lại những kẻ gặt hái và câu người trong thế giới đó, phản kháng những luật lệ phi thăng bất công, dám vung đao hướng lên cõi trên. Những người như thế là anh hùng, nhưng trong thế giới cực kỳ tối tăm đó, anh hùng tuyệt đối không thể sống sót. Những kẻ có khả năng sống sót, tất nhiên không phải anh hùng. Người sống sót này rất xảo quyệt, bình tĩnh, không cần mặt mũi, có thể gập ghềnh và cũng có thể nhún nhường trước kẻ thù, có thể quỳ xuống trước kẻ địch, thậm chí có thể nhận giặc làm cha. Cũng có thể giao du với kẻ địch, rồi lại trở thành bạn bè thân thiết. Hứa Ứng là một người bắt rắn, ban đầu y không phải là con người như thế. Lúc ban đầu, y là một người bắt rắn trong sáng, không hề có mưu mô gì. Nhưng cái chết của một người bắt rắn khác đã khiến y nhận ra rằng mình buộc phải trở thành người như vậy. Và thế là đã có câu chuyện Trạch Nhật Phi Thăng. Đây không phải câu chuyện về một vị anh hùng. Trong suy nghĩ của ta, đó nên là một câu chuyện vòng quanh sự thu hoạch và phản thu hoạch, cạnh tranh nội bộ và vượt khỏi cạnh tranh nội bộ. Từ địa tiên giới đưa ra tam giới, từ tam giới đưa ra thế giới bỉ ngạn, từ thế giới bỉ ngạn đưa ra đạo minh, rồi đến nghĩa địa. Ta đã chuẩn bị rất nhiều thiết lập, viết trên giấy A4, dán đầy tường này sang tường khác. Về sau vẫn liên tục có thêm thiết lập và tình tiết mới, thành một chồng dày. Chỉ là dịch bệnh bùng phát. Khi ta mới dương tính lần một, các triệu chứng đầu óc mông lung và buồn ngủ đã xuất hiện, nhưng không kéo dài lâu, chỉ hơn nửa tháng thôi là chúng biến mất. Giai đoạn dương tính lần hai, triệu chứng chỉ rất mờ nhạt, chỉ xuất hiện hiện tượng mất cân bằng ẩm nhiệt, có xu thế gia tăng dần dần. Đây là triệu chứng của mất cân bằng ẩm nhiệt, chỗ đó đổ mồ hôi như trời đổ mưa. Vào thời điểm ấy, ta vẫn có thể duy trì 2 chương một ngày, 8.000 chữ thậm chí 9.000 chữ. Một ngày nào đó khi dương tính lần 3 kết thúc,
bỗng nhiên ta phát hiện ra mình không thể nhớ nổi nội dung chương viết đêm qua nữa, hoàn toàn không nhớ gì cả. Mỗi lần viết chương mới, ta đều cần phải lật lại bản thảo hôm trước, đọc từng câu từng chữ một lần nữa, rồi sau đó mới thể cầm bút viết chương kế tiếp. Tốc độ của ta chậm đi rõ rệt. Nguy hiểm hơn, sau dương tính lần 3 tình trạng ngủ quên và mất ngủ càng trở nên trầm trọng thêm, sáng thức dậy tập luyện xong. Ta lập tức rơi vào trạng thái mơ màng, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục cố gắng tập trung viết, được khoảng 500 chữ là lại lọt vào cơn hôn mê lần thứ hai. Chương 3094, cảm nghĩ tác giả, 2. Mỗi ngày phải ngủ khoảng 2 đến 5 lần như vậy. Đến tối, ta bỗng trở nên tỉnh táo khó hiểu, viết được mấy trăm chữ là chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc. Sau khi ngủ, tình trạng ngưng thở khi ngủ cực kỳ nghiêm trọng, cứ như cái lưỡi to quá chặn họng khiến không thể thở được. Lúc nặng nhất, một canh giờ ngừng thở đến 50 lần. Trong vòng mấy tháng qua, ta liên tục tập luyện bát bộ kim cương, bát bộ bộc thọ, squat sâu, plank và đồng thời dùng thuốc chung. Không ngừng tập luyện, đã kéo dài mấy tháng liền, tạm thời tình trạng ngừng thở khi ngủ đã khá hơn chút ít. Chỉ khi mất ngủ, bệnh mới tái phát, hơn 20 lần một giờ, thường xảy ra vào lúc trời ẩm nóng. Khí ẩm nhiệt trong cơ thể khá nặng. Tin vui là, trong thời gian dùng thuốc, bệnh mề đay kinh niên không hiểu sao đã khỏi. Ta liên tục tập luyện, gần đây cảm thấy bệnh tình dần chuyển biến tốt, ta có thể nhớ nội dung đã viết hôm qua. Có điều trong mấy tháng này, tốc độ cập nhật của ta từ 8-9 ngàn chữ mỗi ngày giờ chỉ còn 4 ngàn, thỉnh thoảng không thể đảm bảo chương mới. Trước khi dương tính lần 3 đã thống nhất với ban biên tập hoàn thành vào tháng trước, chỉ vì ta đánh giá quá cao bản thân, viết chậm rãi đến tận bây giờ. Nhiều độc giả rất không hài lòng về số lượng và nội dung được viết. Ta cũng thấy như vậy. Ta biết ta không nhớ nội dung ngày hôm qua, chắc chắn sẽ có lỗi. Ta biết đầu óc ta không suy nghĩ kịp, cốt truyện nhất định sẽ có vấn đề, nhịp điệu nhất định sẽ có vấn đề. Ta biết rõ một khi suy tư sâu xa tất nhiên sẽ khiến cho hành văn của ta xuất hiện đôi chút tì vết, có lúc sẽ viết rườm rà, có khi sẽ trình bày không đủ rõ ràng. Có những tình tiết, ta chưa thể triển khai thỏa đáng, có một số chuyện xưa hẳn là cần đào sâu, có một số nhân vật nên xây dựng phong phú hơn. Nhưng trong trạng thái của ta hiện giờ khó mà làm trọn vẹn được những điều đó. Thậm chí ta cũng chẳng dám xin phép nghỉ, e bị mọi người chê cười là giả bệnh hoài. Sau khi Trạch Nhật Phi Thăng viết xong, chắc ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian khá lâu, rèn luyện thân thể. Cũng sẽ đi thăm các thành thị để thu thập những tư liệu sáng tác và nếp sinh hoạt văn hóa dân gian, cúng tế chùa miếu và viếng thăm viện bảo tàng. Khi sức khỏe phục hồi, ta sẽ viết một câu chuyện hoàn toàn xa lạ, có lẽ sẽ theo phong cách hiện đại hơn. Ta vẫn thường ước ao được tìm hiểu nếp sinh hoạt và truyền thống Trung Quốc. Chắc chắn sẽ viết ra một câu chuyện về đời sống dân gian và truyền thống trong xã hội hiện tại, cố gắng nhẹ nhàng, không đi sâu vào những chủ đề nặng nề. Hiện đang thu thập những tư liệu cần thiết. Nếu sức khỏe không tốt, sẽ không viết nữa. Tính mạng quan trọng hơn. Vào giai đoạn kết thúc Trạch Nhật Phi Thăng, ta cảm thấy mình nên đưa ra một kết luận chung cho loạt chuyện này. Câu chuyện về hỗn độn hải tạm dừng tại đây, trong hỗn độn hải vẫn còn vô số vũ trụ, hãy để chúng lặng lẽ tồn tại trong hỗn độn. Ta không còn quấy nhiễu câu chuyện của chúng nữa. Cuối cùng, cảm tạ mỗi, một vị học giả theo đuổi Trạch Nhật Phi Thăng, cảm ơn vì đã thấy thiếu sót của ta mà vẫn không rời bỏ, cảm tạ mỗi độc giả không tiếc lời chỉ bảo, biết ơn mọi người đã khen thưởng. Ta cảm tạ các minh chủ, cảm tạ quản trị viên Dạ Miêu, cảm tạ các quản lý chăm chỉ. Cảm tạ những ân huệ và hỗ trợ của các đại lão nơi đây. Chúc các ngươi, tất cả đều có thể phi thăng đến tầm mức mình muốn, thực hiện ước mơ. Đường giang hồ còn xa, tạm biệt ở nơi đây. Các bạn vừa nghe xong tập 310 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.